hay nói trong nhà. Gia lì, gia lì, ở trong nhà. Zài gia lì, zài gia lì, ai ở trong nhà. Sấy zài gia lì, sấy zài gia lì. Hãy nghe từ khẩu trong nhân khẩu. Khẩu, khẩu. Mấy người ở đây chỉ nhân khẩu. Chỉ khẩu rèn, chỉ khẩu rèn. Năm người hay năm nhân khẩu. Wú khẩu rèn, wú khẩu rèn. Trong nhà bạn có mấy người hay có mấy nhân khẩu? Nǐ jiā lǐ yǒu jǐ kǒu rén? Nǐ jiā lǐ yǒu jǐ kǒu rén? Nhà bạn có mấy người? Nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén? Nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén? Trong nhà tôi có 5 người. 我家里有5口人. 我家里有5口人. Hãy nghe từ ông nội. 爷爷. Âm Hán Việt là gia gia. 爷爷. 爷. 爷. 爷爷. Dễ dễ. Bà nội. Nải nè. Ông nội, bà nội. Dễ dễ nải nè. Dễ dễ nải nè. Kia là ông nội tôi. Nà sư wǒ dễ dễ. Nà shì wǒ yě yě. Hãy nhắc lại bà ngoại. Wài pǔ. Kia không phải bà nội tôi, là bà ngoại tôi. Nà bù shì wǒ nǎi nǎi, shì wǒ wài pǔ. Chị gái. Jiè jiè. Hãy nói ông nội, bà nội, bố mẹ và tôi. Yế yế nài nài, bà bà ma ma hớ wǒ. Yế yế nài nài, bà bà ma ma hớ wǒ. Trong nhà tôi có 5 người, ông nội, bà nội, bố mẹ và tôi. Wǒ jiā lǐ yǒu 5口人, yě yě nǎi nǎi, bà bà mā mǎ hě wǒ. Wǒ jiā lǐ yǒu 5口人, yě yě nǎi nǎi, bà bà mā mǎ hě wǒ. Hãy nói anh trai chị gái. Gè gè jiè jiè. Cậu không có anh trai chị gái à? Nǐ měi yǒu gè gè jiè jiè ma? Nǐ měi yǒu gè gè jiè jiè ma? Không có. Měi yǒu. Hãy nghe từ gia đình. Gia tiếng. Âm Hán Việt cũng là gia đình. Gia tiếng. Gia. Gia. Tiếng. Tiếng. Gia tiếng. Gia tiếng. Hay nói gia đình Trung Quốc. Trung Quốc gia tiếng.
Trung Quốc gia đình.